Trong niềm hoan hỷ của người con Phật hướng về mùa khánh đản của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, tối ngày 8 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày 8 tháng 4 năm Nhâm Dần, tại chùa Phước Sơn, xã Duy Hải, Ban trị sự Phật giáo huyện Duy Xuyên đã trang nghiêm tổ chức lễ khai kinh Tám Phật, khai mạc tuần lễ Phật đản Phật lịch 2566, dương lịch 2022. Cũng tại thời điểm này, các chùa trên địa bàn huyện đều đồng loạt tổ chức lễ khai kinh Tám Phật. Tại buổi lễ, Hòa Thượng Chứng Minh cùng Chư Tôn Đức đồng cử hành khóa lễ khai kinh và thực hiện nghi thức tắm Phật chào mừng ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Toàn thể quý Phật tử đạo tràng được hướng dẫn thực hiện nghi thức tắm Phật với tâm hoan hỷ, kính mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 sau 2 năm phải tạm dừng nghi lễ cộng đồng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sau nghi thức truyền đăng, ban tổ chức đã cung thỉnh Đại Đức Thích Thông Huệ, Phó trưởng ban thường trực ban trị sự kiêm trưởng ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Duy Xuyên đăng tòa thuyết giảng với chủ đề Ý nghĩa ngày Phật đản sanh, hướng về ngày Đức Phật thị hiện đản sanh. Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Duy Xuyên long trọng tổ chức các hoạt động Phật sự thành kính dâng lên cúng dường đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, dương lịch 2022 trong vòng một tuần lễ, bắt đầu từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 năm Nhâm Dần. Lễ chính thức được tổ chức vào tối ngày 14 tháng 4 Nhâm Dần tại lễ đài chính chùa Phước Sơn.